Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, hôm nay shop Tùng xe máy của Thắng mình sẽ làm cái clip review về cái sản phẩm mà đến từ thương hiệu Sun Racing. Thì hôm nay mình cái sản phẩm này nó sẽ phục vụ cho anh em đang chơi cái dòng máy là quay rim cốt hay nồi. Còn anh em muốn chơi dòng xe 67 cốt một nồi thì về cắt cốt một nồi, thì mình nói là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là cái Vinh Đôn 13T3 má 99 đến từ thương hiệu Sun Racing. Nha anh em, phục vụ cho anh em đang chơi tất cả các dòng xe là hệ máy rim quay cúp 67. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm là cái dinh đúc nguyên khối, hàng đồ chơi xe máy cao cấp đến từ thương hiệu Sun Racing. Nha anh em, cái dinh đôn 13T3 má 99. Thì hôm nay mình sẽ review về cái sản phẩm này và báo giá cho anh em luôn. Hiện cái sản phẩm này là nói chung là những cái clip nói về những cái sản phẩm tại mà shop phụ tùng xe máy của Thắng mình quay, là những cái sản phẩm này hiện đang có mặt tại shop phụ tùng xe máy của Thắng. Tất cả sản phẩm mình bán mình quay là hàng đang có sẵn tại tiệm ha, không không cần phải chạy hàng hay này kia hay là đi review dạo. Nói chung là vậy, có đồ cứ bán chứ không phải là cái thằng bán đồ đi review dạo đó. Nói chung là đâm ra là vậy, mình sẽ review về những cái sản phẩm mà đang có mặt tại cửa hàng mình. Anh em thích anh em đến thì có hàng sẵn nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói về cái dinh Sun Racing nha anh em. Cái dinh đôn dinh đen, cái này là dinh sum má trắng 13T3 má 99 nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ báo giá cho anh em cái dòng sản phẩm dinh đôn Sun Racing 13T3 má trắng này. Shop Tùng xe máy của Thắng mình sẽ bán cho anh em với mức giá là 1 triệu mốt một cây và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Thì đối với cái dinh đôn 13T3 này, mình sẽ nói về cái điều kiện mà ít nhất để sử dụng cho cái dên này là anh em phải sử dụng lồng là dài 76 ba lá lỡ nha anh em. Khi anh em xài lồng dài 76 ba lá lỡ thì mình sẽ sử dụng cái nhông thì là 14 và nhông cam là 28 răng ha. Nhông thì 14 răng, bánh cam 28 răng. Và cái bít tông mà tối thiểu để đi được cái dên này là từ 52 ly trở lên. Bít tông 52 ly trở lên nha anh em. Thì còn anh em về gắn quýnh vô cái máy trái 6X, 7X gì vẫn được vô tư nha. Đó, thì anh em biết là cái thương hiệu Sun Racing là thương hiệu sản xuất đồ chơi xe máy cao cấp, giá bình dân, rất là nhiều sản phẩm cho anh em trong cái hệ máy là rim quay cấp số 7. Hầu như những sản phẩm mà Sun Racing nói về đồ máy và rim quay đều có mặt tại shop của Tùng xe máy của Thắng mình ha. Mình là đại lý chính thức của thương hiệu Sun Racing nên anh em yên tâm về chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này. Rồi, cái sản phẩm này là một cái dên trắng tuyệt đẹp nha anh em. 100% là sản xuất tại Đài Loan, đặt tại những cái xưởng sản xuất chuyên về dên cho những cái thị trường đồ chơi xe máy khu vực Đông Nam Á mình rất là mạnh như là Thái Lan, Malaysia, Indo, Philippines. Nói chung là anh em yên tâm về chất lượng. Rồi, cái dên này mình bán là 1 triệu mốt một cây và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em. Cây dên này nó sẽ có những điểm đặc biệt như thế nào bây giờ mình nói luôn. Là cây dên này là dên nắc lớn nha anh em. Dên nắc lớn, dên đồ chơi nắc lớn thì anh em chơi xe đôn thì sẽ biết, khi một cái dên mà sử dụng đồ chơi một cái dên nắc lớn thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là ít bị gãy ắc dên, gãy ắc dên chỗ này. Do ắc nó lớn khó bị gãy. Rồi. Và cái dên này là cái dên sẽ sử dụng bật đạn xì bo 6205. Nha anh em. Mã dên 99 ly. Mã dên 99 ly là đường đường kính mã dên nè. Cốt tán pho lăng 12 ly, bao anh em xếp. Cốt nồi liền chống gãy nha anh em. Cái này nó không có chích sâu, nó chỉ là nhẹ cái răng thôi. Mình cứ gọi là cốt nồi liền. Cốt nồi liền. Cái dên này nó có rà nhẹ cái sơ chỗ này đáng chi đấy. Có nhiều anh em mà đang sử dụng cái chân ba càng đây sẵn tiện mình nói luôn, là những anh em mà đang sử dụng cái chân ba càng của rim thì là cái đế ba càng đó là chân dài nha anh em. Cái đế chân dài thì có những cây dên gọi là làm dên cốt nội liền, thì cái răng nia này nè, cái răng nia này nó làm thẳng vô đây luôn, thầm lẳng vô đây luôn. Thì có một số anh em nói chung là ít gia chạm trong cái xe độ, thì khi ráp vô như thế này á thì nó sẽ nói cây dên bị lỗi ráp vô, mà cái nhông hú á nó còn độ hở đây quá trời luôn, không biết xử lý sao đó.
thì cái đó xử lý rất là đơn giản. Mình sẽ móc ngược cái răng nia, móc ngược cái răng nia ở phía trong của cái chân răng nia của cái đế ba càng là nó sẽ vô sát lại bình thường. Nên cái dây này nhà sản xuất người ta đã tính toán được cái chuyện đó, là để sản xuất ra được như vậy thì người ta thôi mình ra nhẹ để mắc cái phần chân ở răng nia chỗ này, rồi thì anh em về ai cũng ráp được, ráp vô y thinh luôn, xài chân ba càng ngắn chân ba càng dài gì cũng ok, không cần phải là xử lý lại. Nói chung là triệt tiêu là gọi là mua dên về ai ráp cũng được đó, để khỏi nói này nói kia, với lại để khỏi bị gọi là bị hành á đó. Đây là dẫn cúc nồi liền nha anh em. Còn đúng cái dên dinh hãng á, ngay cái phần này nè nó chích vô rất là sâu, thì anh em chơi xe đôm nó rất hay bị gãy, người ta gọi là gãy đuôi chuột là gãy này nè, do nó bị ốm chỗ này, mình chạy ở tua cao qua số á, bên đầu này kia nó giật cái tua nó gãy đầu dên đó, là vậy. Rồi cái dên này thì nó là cái dên máy 99, búa dên thì cũng đã được sửa đổi lại rồi, cho cái máy là đề nhanh hậu rút và không bị gồng máy nha anh em đó. Tay trôi rất là kỹ luôn, ngay chỗ cái phần bụng dưới của cái tay dên này nhà sản xuất người ta cũng gia công gọi là mài sẵn luôn, để tránh trường hợp là khi quay về cuối hành trình như thế này nè, cuối hành trình như thế này nó sẽ ít bị đụng số. Nói chung là mình tính toán triệt tiêu tất cả, triệt tiêu nhà sản xuất người ta tính toán triệt tiêu tất cả những gọi là va chạm trong quá trình có thể lắp ráp nha anh em đó. Còn tay dên này cái quay cuối hành trình nó vẫn còn ok, nó không có bị đụng má nên tay này không cần mài nha anh em. Hàng nhập 100% thì chất lượng anh em miễn bàn rồi đó. Cái dên sum racing nha, hàng chính hãng sum racing nha. Cái dên sum racing này hiện tại nó sẽ có hai cái ni để phục vụ cho anh em đang chơi dòng xe là rim quay á, thì nó sẽ có là cái dên quay 110 máy 96, máy trắng máy 96 sum racing. Thì cái dên đó là hành trình dên 55.5, còn cái dên này là hành trình dên đô 12.5 ly. Hành trình đô 12.5 ly là tính từ cái tâm ắc của cây dên cúp 50 dời ra thêm 13 ly nữa. Ví dụ cây mình gọi là dên đô mười mấy ly á là sao, là cái dấu cây dên này, cây dên 50 cái tâm ắc nó nằm ở chỗ này, tâm ắc nằm chỗ này, thì khi mình đôn ra 9 ly thì mình dời ra 9 ly thì tổng hành trình dên nó sẽ tăng lên 18 ly. Còn cái dên này nó tính từ đây nó dời ra 12.5 ly thì tổng hành trình dên nó sẽ tăng lên là 25 ly, là tổng hành trình bít tông lên xuống ở chỗ cái lồng nha anh em. Đó, nguyên tắc tính dên đôn là vậy. Còn có nhiều anh em dên đôn là gì cộng tay tùm lum búa xua thì em không biết, cái này là mình theo cái quy tắc dên đôn của mình là mình vậy. Ví dụ cái dên này là 13T3, có nhiều cha thì lại nói là cái dên này là cái dên 16 ly, 13 cộng cái tay 3 là tay DD là 16 ly, tay KFL, tay alpha là tay 6, nói là cái dên này thành 19 ly, rồi cái dên này đôn 13 ly cộng thêm cái tay KFL là tay 110 là thành đôn 22 ly. Ôi, nói chung là cái đó là mình chỉ tăng cái chiều dài tay dên thôi chứ cái hành trình dên nó không có tăng nha anh em. Đó, dên cộng máy là cộng ra thì nó sẽ tăng gấp đôi hành trình dên, cũng như mình đẩy ra xa quầy bề rìa của cái máy dên thì cái hành trình dên là bích tông lên xuống nó lên nhiều thôi. Còn anh em mà tính theo kiểu như cộng tay dên vô là nó không có đúng, nhưng mà rất là nhiều anh vẫn tính như vậy. Mà nói thiệt, cái dên này chích ra khoảng 15 ly là anh em mài muốn gần hết số rồi, mài gần hết răng số luôn, nên cái chuyện mà nói đôn cái dên mà hai mấy ly là không bao giờ có nha anh em. Rồi, anh em nào cần cái alo em nha. Cái dên đôn quay 13T3 Sum Racing má 99, giá 1.1 triệu một cây và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn.